Chào mừng tất cả các bạn đã đến kênh Quốc Thành Napka. Rồi, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đi cái hành trình kỳ quan mới mang tên là Hậu Duệ Sói Trắng. Thì đây là một trong những cái hành trình kỳ quan mà kiểu nó giới thiệu tướng các bạn, nó không có khó lắm nha. Rồi, với hành trình kỳ quan này thì chúng ta sẽ có 3.000 kim cương cùng với một số tài nguyên như sau. Giờ mình sẽ bắt đầu hành trình. À, điểm khởi đầu của mình là Jennifer với lại thợ săn số trắng đang đứng bên góc này. Chúng ta sẽ có một cái thẻ thánh tích được cho tướng các bạn. Đây. Rồi, bây giờ thì mình sẽ di chuyển sang cái vùng bên đây. Rồi, đầu tiên các bạn tới cái nhà này trước, tới quán rượu, các bạn nhấn vào. Royas. Rồi mình cùng bạn Red tới đây, chúng ta nhặt cái rương. Đó, sau đó xuống đây các bạn nhặt tiếp cái rương. Các bạn chạy lại cái góc này, các bạn nhặt tiếp cái rương nữa. Rồi, sau đó thì mình sẽ vào khu vực trong này các bạn. Các bạn vô đây, các bạn nói chuyện với cái nhà sảnh hội sân quỷ nè. Rồi, nói chuyện với Faker, sau đó thì chúng ta sẽ nhấn vào cái xe ngựa. Các bạn sẽ lên xe ngựa ha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ lên đường. Các bạn sẽ phải clear cái ải này. Thì những con tướng ở đây thì nó có khá nhiều là tướng người địa ngục các bạn. Nhớ thì tùy, các bạn có thể bỏ cái con tướng mới vào để trải nghiệm. Kiểu như các bạn bỏ cái con Red vào. Đó, chúng ta bỏ vào để chúng ta trải nghiệm. Và các bạn có thể đi chung với thợ săn quỷ là Faker. Có con Faker xịn nó cho các bạn. Thì hai con thợ săn quỷ này cùng đi săn những con xác sống với lại người địa ngục nha. Rồi lượm rương các bạn. Đó thì mình lên đây. Rồi chúng ta tiêu diệt cái ải ải này. Cơ bản thì đây là một cái hành trình kỳ quan chủ yếu là nó giới thiệu tướng thôi, nên nó cũng không khó lắm nha các bạn. Bạn đi vòng 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 rồi chúng ta hoàn thành tất cả các nhiệm vụ rồi chúng ta nhận thưởng thôi. Nói chuyện khá là nhiều. Rồi chúng ta lên đây. Vào lượm cái rương các bạn. Rồi sau đó thì mình đánh cái ải này, lượm tiếp cái rương số 9. Ok, sau đó thì mình sẽ di chuyển sang đây. Mấy cái ải này đánh khá nhiều các bạn nha. Tại vì các ải nó chặn rương vàng khá là nhiều các bạn, tại vì mấy cái ải này nó được set các bạn luôn. Các bạn nếu mà các bạn tin ý á, thì các bạn sẽ thấy những cái con quái vật chỉ là những con hệ sát hoặc là có cả địa ngục để cho các bạn có thể thử sức mạnh của con tướng mới của chọt cái chết queo rồi. Chết hết rồi các bạn. Hiệp hội săn quỷ mà chưa đi săn được bao nhiêu chết mất tiêu rồi. Coi trainer nó bất tử kìa. Ok, sau đó thì mình sẽ kích vào đây. Phù thủy bí ẩn để nói chuyện phù thủy nha. Đó thì nó cho mình đi sang khu vực này. Rồi, nó trực tiếp cho mình tới đây luôn các bạn. Mình sẽ nói chuyện với cái trại này. Học viện tinh tú. Bây giờ mình sẽ đổi ha. Mình sẽ dùng cái con Jennifer để đi nói chuyện với Jennifer.
Rồi, lại nói chuyện với Phong Cơ. Rồi, nó dọn sạch đường luôn này các bạn. Thì chúng ta có thể clear room. Sẵn trên đường đi thì mình clear hết room luôn nha các bạn. Ai lượm rương. Trên này chúng ta cũng còn một cái rương nằm đây nè, các bạn lại lượm luôn ha. Ok. Rồi sau đó thì mình sẽ di chuyển sang đây. Bị kẹt bởi cái ải này rồi các bạn. Ải này. Nếu các bạn thấy nó xét quái vật chỉ là người địa ngục để cho chúng ta test sức mạnh vượt trội của cái con tướng mới ha. Chuyên khắc chế những con tướng sát và ác quỷ. Như vậy thì một số team ví dụ như là team Anna, team Rezu rồi có thể sẽ bị khách các bạn. Ôi, chúng ta có cái cục cuối cùng kìa. Rồi, bây giờ thì mình sẽ di chuyển lên đây. Lấy tướng không gian mới thử các bạn nha. Đây, chúng ta có gen. Các bạn tiện đường công tác lượm luôn cái rương, sau đó thì chúng ta sẽ di chuyển xuống dưới này. Chưa kịp đã bạn Jennifer nhảy vào các bạn. Rồi. Tiếp tục di chuyển xuống dưới nha. Rồi các bạn vào lượm cái rương vàng. Sau đó chúng ta lại tích cực đánh ải. Một chuỗi ngày đánh ải dài nhìn ngoằn các bạn ha. Tên tên chúng ta sẽ phải tiêu diệt mấy cái ải nữa để nhận rương. Thả con bé vào để nó đầy năng lượng, nó nhảy vào cho vui các bạn. Nhưng mà với team này nó nhảy vào rồi kìa. Lầm. Rồi tiếp tục cái này. Thật sự thì cái kiểu hành trình kỳ quặc này nếu mà các bạn không xem video thì chúng ta tự tự mò đi nó cũng ra các bạn. Nó không có khó, chủ yếu là các bạn mình nói rồi cái hành trình kỳ quặc mà kiểu như là nó giới thiệu tướng mới ấy, thì nó sẽ giới thiệu cái cốt truyện tại sao những con tướng nó lại xuyên không tới Esperia, rồi nó cho các bạn cơ hội để các bạn thử sức mạnh của tướng vậy thôi. Chứ cái độ lắt léo thì không có. Và dạo gần đây thì mình thấy hành trình kỳ quặc kiểu đánh đố người chơi nó cũng ít các bạn ha. Rồi lúc trước nó ra những hành trình kỳ quan mà mình thể nói với độ đánh đánh đố phải gọi là đỉnh của đỉnh luôn. Vậy cái này cái gì này chúng ta bấm thử nha.
Xúc. Ui nhanh vậy. Xúc. Ui nhanh vậy, chơi luôn các bạn. Xúc. Đây là mình xúc sạch rồi đấy. Mình sẽ vào đây lượm rương. Rồi lên xe ngựa đi chứ. Ê ê. Rồi bỏ xe ngựa luôn các bạn. À quên, mình chưa tấn công mấy cái ải này nữa. Tiêu diệt. Các bạn tiêu diệt sạch luôn nha. Đó, tiêu diệt sạch. Ok, lượm rương các bạn. Quá sướng. Có cái tút nào mà leo map như vậy thì sướng các bạn nha. Leo dù dù luôn. Tốc độ thần thánh luôn. Sau đó các bạn nhấn và lại vào xe ngựa, chúng ta lên xe và các bạn về lại cái khu này ấy. Tại sao nó không cho tiếng nhờ? Ừ, để coi thử mình đang ở đâu. Không cho tiếng hả? À, nó có bị chặn một chỗ các bạn, lại đánh cái ải này chặn đường à. Bùm. Ok, trống đường rồi đó, các bạn nhấn một cái nó sẽ chạy về tại làng luôn nha. Về. Rồi sau đó chúng ta kích vào cái trụ sở Hội Sen Quỷ để nói chuyện nha. Mọi chuyện diễn ra như thế đó, cuối cùng các phù thủy của Học viện Tinh Tú đã tránh được một kiếp, nhưng nhờ đó là nhờ có hai người bạn này của tôi. Chúng tôi cảm thấy cảm tạ quý cô. Ghi nhớ như đã hứa, tôi sẽ hỏi về cổng dịch chuyển bí ẩn. Myro đã vẽ cho tôi một tấm bản đồ và đánh dấu các vị trí xuất hiện. Không nào có món đồ có gì đó, chúng ta sẽ đoán cổng dịch chuyển bí ẩn tiếp theo sẽ xuất hiện ở đâu. Ngài Rio, quý cô phù thủy, các bạn đã chứng minh được bản thân mình với hội. Một chuyên gia như bạn có thể nhận mọi ủy thác. À, nói chung là hai cái cốt truyện là hai cái con tướng này nó bị dịch chuyển tới Esperia các bạn, và mấy con này bị lưu lạc tới thế giới này và tiếp tục tìm một cổng dịch chuyển tiếp theo để có thể trở lại về thế giới thật các bạn. Và tất nhiên rồi, tới Esperia thì phiêu lưu cùng Esperia thôi các bạn. Ủa lần này à, thảo nào lần này mình full hành trình kỳ quan nhưng mà mình thấy nó chưa có thông báo thưởng lên, còn một vài cái rương nào đó chúng ta chưa có lụm các bạn, để mình xem. Thì còn một vài cái rương vàng nữa chưa có lụm, chúng ta cùng view lại bản đồ nha. Đây một cái rương đang sót. Chắc bị cản đâu đây rồi. Còn một cái nữa các bạn, sorry mình đi mình đã bị sót rương rồi. Tại vì nếu mà khi các bạn hoàn thành full 100% hành trình kỳ quan thì nó sẽ hiện lên cái ấy các bạn, nó hiện lên cái quảng cáo. Còn đằng này thì không có hiện lên quảng cáo thưởng nạp tiền thì chắc chắn là sót cái rương nào đó rồi. Chúng ta cùng dò nha. Khu start thì không thấy các bạn. Ôi ôi, cái rương của mình đang nằm ở đâu? Khu này cũng không thấy. Sorry các bạn nha. Ai còn một cái rương nữa các bạn thì để mình view lại bản đồ. Ấy, xong cái hành trình kỳ quan thì hai mấy bạn kia bạn cũng out luôn kìa. Ồ, đây các bạn. Rồi, lượm rương.
quên không nhìn sót hai cái rương các bạn. Rồi, và như vậy là hết hành trình kỳ quan nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và xin chào tạm biệt.